Hello anh chị ơi, cái pedicure siêu của em á loại mới nữa nha mấy anh chị nha. Cái này rất là cứng ha, bằng acrylic sắc vô dặn, rất là tiện dễ luôn. Bây giờ em sẽ lột cái này ra cho mấy anh chị coi nha. Đây, cho anh lột giùm em coi. Cho anh ơi. Ok, đây thấy không? Còn đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Rồi, hầu như là tiệm nail mình đều phải cần cái pedicure siêu hết nha, để bảo vệ khách hàng và thợ nữa. Mà cái này có thể nâng lên nâng xuống được nha quý vị. Đó, rất là good. Cái này bao nhiêu inch vậy anh Trang hả? Cái này hình như là 7 ly, rất là dày, dày lắm luôn. À, cái này anh chị có thể mua tới mua lui được hết nha, rất là tiện luôn. Thì bây giờ em đang có hàng rất là nhiều, anh chị nào cần thì vô inbox giùm cho em cái Facebook là Spa Nail Supply nha mấy anh chị, hoặc là số điện thoại 877 522 7778. Rồi, em cảm ơn các mấy anh chị nhiều.